Chiến binh của chúng ta nè, đây là bốn chiến binh của chúng ta. Nhìn vô ghép dễ. Bây giờ mấy đứa cháu mình nó chế ra vậy đó cả nhà, hoàn thiện thêm một cái con Lego nè cả nhà. Cháu mình nó đã chế ra thêm một cái con Hello, xin chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV của mình nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình sẽ không quay món ăn nữa, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một ít Lego dễ thương của mấy đứa cháu mình nha. Hôm nay mình sẽ bắt đầu xếp 4 con Lego nữa nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Đây là Lego của mấy đứa cháu mình nè cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ gỡ Lego ra, mở ra ha. Lego đẹp. Cha. Lấy đi. Để từ con ơi. Quá bốn con đẹp lắm cả nhà ơi. Cha, Lego rất là đẹp dễ thương cả nhà, đẹp hơn mấy lần trước nữa, mấy tập trước nữa nha. Tập trước mình có quay mấy con Lego kia cả nhà. Nếu ai xem thì cả nhà xem mấy Lego kia nha. Quá đẹp cả nhà ơi. Đẹp mà. Đây là Lego. Rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Mấy đứa cháu mình nó sẽ chọn Lego để mà cho cả nhà biết nha. Để xếp nha. Và Lego xanh. Mình xếp xong á, mình sẽ để Lego đây để cho cả nhà xem và so sánh thử coi khi mà xếp thì nó có giống vậy không cả nhà nha. Đây. Hộp Lego đẹp không cả nhà ơi. Chà, Lego chiến binh cả nhà ơi. Wow, đây cũng Lego chiến binh luôn. Toàn là Lego đẹp không cả nhà ơi, mấy mẫu Lego này. Mẫu Lego mới đẹp. Wow, Lego này đẹp không cả nhà ơi, quá đẹp rồi. Đây. Vậy hả? Xếp được thôi nha, để lại nha bạn. Mấy đứa cháu mình á, nhiều khi nó xếp không được, nó cũng hơi nản nữa cả nhà. Dừng lại xếp ra. Đó, cho cả nhà xem thấy không? Đó, đây là cái mô hình Lego của chúng ta nè. Khi xếp thì nó sẽ như thế này cả nhà. Rất là đẹp nha. Hy vọng là chiến này Lego của chúng ta sẽ đẹp như vậy cả nhà. Đây, cháu mình đang xếp đây. Qua cái cánh. Đó, cả nhà thấy không? Đây là cái cánh của từng con Lego này của chúng ta nè. Đây là cánh của Lego xanh nha. Đó, nó sẽ có cánh Lego màu gạch không, màu vàng không, màu xanh nè. Còn đây là cánh màu đỏ nè đó cả nhà. Đó, Lego của chúng ta đó. Đó, rất là đẹp ha. Rất khó nè. Quá đẹp luôn. Cố lên. Tin tưởng chứ. Hy vọng là Vi sẽ gấp đẹp. Wow. Là cái này mà cháu mình không biết gấp rồi cả nhà, chứ mình không biết gấp nha, tại vì trong bản đồ này nè, nó sẽ có nhiều cái hướng dẫn đúng không? 1 2 3 4 5 6. Cái này nói gì? Coi trong miếng ơi. Chà. Cái này nó tới 16 luôn cả nhà. Phải không? 21. 21 luôn hả? Cái này là 1 nè. 1 ha. 2 nè, 3 nè. 4. Cái này xong hết rồi nè. Khi mà thành nó sẽ như thế này nè. Đúng không? Đúng rồi. Dạ, mới đây được cái mình này nè. Cái này thì nó nhanh rồi đúng không? Đúng rồi. Đọc tới cái này nè. Mấy cái hình này đẹp nè. Mấy cái mẫu này nhìn gấp đẹp hơn. Cái này nó màu sắc nó sặc sỡ đẹp hơn nữa cả nhà. Giờ đến qua chỗ Yến ha. Đây qua Yến. Ây da. Cái nhà của Yến. Yến cũng 21 luôn hả? Con xanh này bao nhiêu? Cũng 21 luôn hả? 21 gì? 21 hướng dẫn đó nè. Không, cái này chỉ có tới 11 thôi. 11 là đã thành hình rồi cả nhà. Chưa. À, 16. Đâu? Với 11. 11 quán cái này là gì? Đúng rồi, kìa. 1, 2, 3 là mình sẽ gấp thành cái vũ khí của nó nè. Đúng không? Wow, đó.
vọng là cái con hy vọng cái con xanh này á, Yến sẽ gáp đẹp ha. Đây là con xanh đẹp không? Cả nhà thấy không? Quá đẹp cả nhà ơi. Toàn là hình dữ dữ không cả nhà. Chiến này cháu mình nó mua hình dữ mà. Cả nhà thấy chưa? Toàn là những chiến binh mạnh không cả nhà. Rất là mạnh nha. Đúng Bi, chiến binh mạnh mạnh không phải không? Ừ. Nhìn thấy quá trời khủng luôn, chiến binh mạnh không à. Hy vọng là xếp ra thì nó sẽ đẹp vậy ha, nó sẽ đẹp hơn những như vậy ha. Nó đi dây cho mình luôn. Ok, mình thấy. Cả nhà ơi, mình có thêm một cái đứa cháu nữa. Đây là chủ nhân của bốn con Lego tiếp rồi cả nhà. Rất là đam mê về Lego nha. Bây giờ mình sẽ coi thử cháu mình nó đang xếp cái loại Lego nào nha, màu nào nha. Tôi sẽ tới số đặt rồi. Cháu mình nó gáp cũng được 1/3 đoạn đường nha. Mình nó gáp 1/3 rồi nha. Yes, đây, cháu của mình chọn cái con màu đỏ này để xếp rồi cả nhà. Đây, cái chiến binh này nè. Để mình xem thử coi. Cháu mình đang chọn rất là nhiều hồng màu này. Nói chung là những con này là cũng mạnh lắm cả nhà. Cũng dữ dữ lắm. Đây, cái con màu đỏ này thì nó cũng xếp giống như mấy con kia cả nhà. Chắc 16 chưa? Cũng có từ 1 cho tới 16 nè cả nhà. 17 nè. 19 thành rồi. Mọi người ơi, đây là đại gia nha mọi người. đại gia boy. Cháu mình đã quyết định sẽ tặng một trong những bốn con này cho bạn này. Này cái nhà nó sẽ tặng cái con màu xanh này đúng không? Đúng rồi. Vậy là Bi quyết định lấy con này đúng không? Đúng rồi. Con xanh này đẹp nè. Bi gấp xong, bạn này gấp xong sẽ được con Lego này luôn cả nhà. Rất là đẹp nha, con Lego rất là đẹp nha. Này cái nhà thấy không? Chiến binh của chúng ta nè. Là bốn chiến binh của chúng ta. Rất là đẹp nha cả nhà. Đắp xong rồi. Đó, đắp xong rồi, đắp xong. Đắp xong con Lego người này cả nhà ơi. Đây là Lego người. Con Lego này nó sẽ có cánh nha cả nhà, đúng không? Lego này có cánh. Đây. Giữ vậy ra. Yến tới đâu vậy? Tao cho một cú đấm. Một đẹp trai nè. Ê, cái hộp xanh của tôi. Phần 3 nè. Chút nữa boy tặng cho Yến một con nữa đi. Tặng không? Để lắc đầu kìa. Boy chơi hai con được rồi. Tặng cho Yến một con nha. Đúng không? Đem về nhiều quá. Mà người ta là mấy bạn lấy không hết vậy à? Để nó cho Yến con, chắc Yến cho hiền quá. Thôi ơi, mình có chỉ cái bạn hướng dẫn gì rồi sao ghé. Thank you.
cháu của mình nó đã hoàn thành cái con Lego xanh này cả nhà. Mình cũng không biết đặt tên nó làm sao rồi nữa. Nhưng cái này gọi là sao vậy? Con này gọi sao? Gọi là tiếng robot chiến binh xanh. Cháu mình đã nói đây là con robot chiến binh xanh cả nhà. Đưa cái hộp với cậu ơi, thiện. Cái hộp xanh này là của nó nè. Đây là hộp xanh của con robot chiến binh xanh nha cả nhà. Đây. Để mình gắn lại cho kỹ cho cả nhà xem nha. Cả nhà thấy không? Đó. Cháu mình đã hoàn thành cái con này nè cả nhà thấy không? Rất là đẹp nha. Đây là con đầu tiên. Rất là hùng dũng. Đó cả nhà thấy chưa? Và robot xanh. Mình hiện tại giờ còn ba con nha cả nhà. Cái này trên trên. Rồi cháu mình nó đã đem một cái con màu đỏ đi cho mấy đứa đứa cháu khác rồi ha. Bây giờ mình còn con này nè, đó con robot robot vàng này nè. Đó, đang gáp ở cả nhà. Với lại thêm một con đang đây. Đây đưa con robot ở đây. Nó kiếm được rồi luôn á. Đây nè cả nhà, mình đang có con robot xanh này nè. Đó, mình sẽ gáp hai con này ha. Mấy cháu mình nó sẽ gáp hai con này nha cả nhà. Đó. Mình đang gáp nha, mình cho mình gáp thêm nữa. Đây, đây là cái con đã mới gáp xong. Con robot xanh đây cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không? Đó, đây là con robot xanh nha. Rất là mạnh mẽ nha, để coi những con robot sắp tới coi nó có gáp đẹp hơn con này ha. Mới cái này bị gáp chưa? Đâu? Cái này nè. Thiếu nhiều quá cả nhà. Bây giờ mấy đứa cháu mình nó chế ra vậy nè cả nhà. Đó, cũng dễ thương nè. Đây là những con Lego lần trước á mình có quay nha cả nhà. Bây giờ cháu mình nó lấy ra nó để lên đây luôn nè. Đó. Cháu mình nó chế thành một cái con quái vật gì đó để mà cho mấy con Lego này lên cưỡi nha cả nhà. Đó, nhìn cũng dễ thương ha. Đó, tại vì đồ nó cũng thiếu nhiều lắm cả nhà chứ không phải cả nhà thấy. Đó, đẹp ha cả nhà, cũng dễ thương ha. Cái này tưởng tượng như là một con quái vật vậy đó. Đây là cái nhà cháu mình nó hoàn thiện thêm một cái con Lego nè cả nhà. Đó, đây là cái con màu đỏ nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Tại vì nó có sẽ có một số mảnh đó, nó không có vậy nha, cũng như là bốn con này về thì sẽ có một số con nó sẽ thiếu á, nên mấy đứa cháu mình nó gáp không có đủ nha cả nhà, nên con này sẽ có một số con đủ, một số con không đủ nha. Bây giờ cháu mình nó đã làm xong rồi nè cả nhà thấy đẹp không? Rất là tuyệt vời cả nhà, đẹp ha. Rồi nè cả nhà, cháu mình nó đã chế ra thêm một cái con gì đây, con này ghi sao. Rồi nè cả nhà, đây là một cái mô hình mới của cháu mình nha, chế ra nha. Đây là một cái con người Lego đang cưỡi một cái con rồng không? Rồng thì cháu mình tự chế nha cả nhà. Thôi cả nhà, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh Ẩm thực và Du lịch Sinh TV. Tại vì mấy đứa cháu mình nó mua về cả nhà, nên sẽ có một số cái nó không có đủ á, nên bây giờ cháu mình sẽ chế ra. Còn cái này thì nó đủ rồi nha, cái này đủ rồi nè, nên nó sẽ ra hình đẹp vậy nè. Cả nhà thấy không? Cái cánh thì cháu mình nó làm bị rớt rồi. Đó cả nhà thấy không? Khi mà nó đủ thì nó sẽ giống như con này nè. Cả nhà thấy không hả? Giống con này nè. Rồi cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh mình nha. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những cái kênh sắp tới nha. Bye bye.